Phản ứng của Sắc Long khi bị bắt làm việc nhà quả thực khiến nhiều người phải bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong những ngày giãn cách xã hội phải ở nhà, Mạnh Trường cũng dành thời gian rảnh rỗi của mình để tham gia các trào lưu quay clip vui nhộn trên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, ngoài các ý kiến khen ngợi quen thuộc của khán giả hay ý kiến trêu chọc của đồng nghiệp, đáng chú ý còn có bình luận của bà xã nam diễn viên. Lan Phương thấy chồng có vẻ dư thời gian nên liền lên giọng, rảnh thì đi rửa bát, phơi quần áo ngay. Đáp lại, không phải là thái độ chống chế hay từ chối công việc, Mạnh Trường tự hào khẳng định với vợ rằng mình đã hoàn tất việc nhà nên mới ngồi giải trí như thế này, khi cầm vào điện thoại tức là đã xong mọi việc rồi nhé. Động thái của anh thực sự khiến nhiều người ngưỡng mộ, vì dù là một ngôi sao nổi tiếng, Mạnh Trường khi ở nhà vẫn làm tròn vai trò người chồng, không ngại những công việc không tên để giúp đỡ vợ của mình. Quay lại với diễn biến của Hương Vị Tình Thân, bộ phim truyền hình hát nhất hiện nay mà Mạnh Trường đóng vai nam chính. Sắc Long sau khi cưới được Nam đã vô cùng toại nguyện và hạnh phúc. Anh chàng đã có một đêm tân hôn vô cùng nồng nhiệt với cô dâu xinh đẹp,